Sáng 27 tháng 10, Tổng cục Chính trị tổ chức trung khảo hội thi cán bộ đoàn giỏi toàn quân năm 2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 43 điểm cầu. Thượng tướng Đỗ Cắn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tới dự và chỉ đạo hội thi. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, cùng chỉ huy các cơ quan đơn vị, các đồng chí đại biểu và các thí sinh tham dự hội thi cán bộ đoàn giỏi toàn quân. Hội thi lần này là một trong những hoạt động của thanh niên quân đội hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, chào mừng Đại hội Đoàn Toàn quân lần thứ 10. Với chủ đề Người thủ lĩnh, năng động, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, đây là dịp để đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên trao đổi, học tập kinh nghiệm, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác. Phát biểu tại hội thi, Thượng tướng Đỗ Cắn đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan đơn vị đã khắc phục khó khăn, nhất là tác động của đại dịch COVID-19, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức tốt hội thi cán bộ đoàn từ cấp cơ sở, lựa chọn những cán bộ đoàn xuất sắc, thực sự tiêu biểu của đơn vị để tham gia hội thi cấp toàn quân. Thượng tướng Đỗ Cắn cho rằng, đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong quân đội. Là đối với các thí sinh tham gia hội thi, phải xác định rõ vinh dự trách nhiệm của mình, phát huy những cái thành tích kết quả đã đạt được của hội thi cán bộ đoàn các cấp tham gia hội thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện nghiêm túc các quy chế của hội thi, rồi tập trung trí tuệ, bình tĩnh, tự tin, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nội dung thi với tinh thần đoàn kết, học hỏi, cùng tiến bộ. Đồng thời phát huy những kinh nghiệm, thành tích từ hội thi, mỗi cá nhân phải là một cán bộ tuyên truyền viên tích cực, nòng cốt trong xây dựng công tác đoàn và phong trào thanh niên ở các cơ quan đơn vị toàn quân. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra phần thi kiến thức bằng hình thức trực tuyến, trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên ứng dụng Mocha trên thiết bị di động và phần thi hùng biện kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Hội thi cán bộ đoàn giỏi toàn quân năm 2021 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 10.